Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một loài cá thật đặc biệt, cá lóc. Loài cá này là món ăn quen thuộc trong bữa cơm và các chỗ ở Việt Nam, nhưng nó lại ẩn chứa một bí mật đáng kinh ngạc. Tin hay không thì tùy, nhưng cá lóc có thể rời khỏi nước và bò trên cạn. Nghe như chuyện cổ tích, nhưng đó là sự thật. Loài cá này có thể sống sót khi ra khỏi nước. Tại sao ư? Cá lóc là bậc thầy của sự thích nghi. Nó có thể thở không khí và di chuyển trên mặt đất khô, đi ngược lại những gì chúng ta mong đợi ở một loài cá. Khả năng này không phải là phép thuật mà là sự khéo léo của tự nhiên. Sức sống mãnh liệt của cá lóc là một bài học cho tất cả chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cách loài cá khiêm tốn này sống sót, tại sao nó lại rời khỏi nước và điều gì làm nên sự đặc biệt của nó. Hãy cùng khám phá những bí mật của loài cá biết đi này. Chúng ta sẽ xem nó được tạo ra để sinh tồn như thế nào và tại sao nó lại quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Đây là một câu chuyện về sức mạnh, sự thích nghi và những điều kỳ diệu của tự nhiên. Hãy cùng tôi khám phá hành trình đáng kinh ngạc của cá lóc. Chúng ta bắt đầu nào. Tại sao một con cá lại mạo hiểm bò lên cạn? Đối với cá lóc, đó là vấn đề sinh tồn. Trong mùa khô, ao hồ cạn dần và nước biến mất, cá lóc đứng trước lựa chọn, ở lại và chết, hoặc mạo hiểm đi tìm một ngôi nhà mới. Bản năng sinh tồn mạnh mẽ của nó thúc đẩy nó rời khỏi sự an toàn của nước. Hành trình thường diễn ra vào ban đêm, khi không khí mát mẻ và ẩm ướt. Nhiệt độ ban ngày sẽ làm khô da nó quá nhanh. Dưới bóng đêm, cá lóc bò qua cỏ và bùn. Đó là một cuộc chạy đua với thời gian, tìm nước trước khi mặt trời mọc hoặc chết. Hành trình đầy nguy hiểm, kẻ săn mới rình rập và mặt đất gỗ ghế. Tuy nhiên, hy vọng về một ao nước mới thúc đẩy con cá tiến lên. Cuộc di cư này là một thử thách thực sự về sức bền và lòng dũng cảm. Sự quyết tâm sinh tồn của cá lóc thật phi thường. Nó bỏ lại mọi thứ, quen thuộc, mạo hiểm tất cả để có cơ hội sống. Đây là vở kịch của tự nhiên diễn ra trên những cánh đồng Việt Nam mỗi năm. Hành trình của cá lóc là một biểu tượng mạnh mẽ của hy vọng và sức sống mãnh liệt. Làm thế nào cá lóc có thể sống sót trên cạn? Cơ thể của nó được tạo ra để đối phó với thách thức này. Nó có một cơ quan đặc biệt, giống như một lá phổi đơn giản, cho phép nó thở không khí. Điều này có nghĩa là nó có thể hợp oxy từ mặt nước, chứ không chỉ từ nước. Da của nó được bao phủ bởi một lớp chất nhảy dày, giúp giữ ấm và bảo vệ. Chất nhảy cũng giúp nó trượt qua những địa hình gỗ ghế. Để di chuyển, cá lóc sử dụng vây ngực khỏe và uốn mình như một con rắn. Hình dáng dài, cơ bắp và đầu cũng giúp nó vượt qua cổ và bùn. Mỗi bộ phận trên cơ thể nó đều được thiết kế để có sức mạnh và khả năng sinh tồn. Cá lóc là một kỳ quan của sự thích nghi, được trang bị hoàn hảo cho hành trình của mình. Đó là một ví dụ sống động về sự sáng tạo của tự nhiên. Hãy tưởng tượng một đêm trăng thanh trên vùng quê. Một con cá lóc xuất hiện từ một cái ao bùn, được thúc đẩy bởi bản năng. Nó hợp không khí, rồi đẩy mình qua bãi cỏ ẩm ướt. Sương đêm giữ cho da nó ẩm ướt khi nó uốn mình tiến lên, tìm kiếm nước. Hành trình cô đơn và đầy nguy hiểm, kẻ săn mồi, những vùng đất khô cằn, sự kiệt sức, mỗi mét đường là một cuộc chiến, nhưng hy vọng giữ cho nó tiếp tục di chuyển. Cuối cùng, nó cảm nhận được mùi nước ngọt. Với năng lượng được phục hồi, nó trượt vào một cái ao mới. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập khi nó trở lại sự an toàn của nước. Cuộc di cư này diễn ra hàng năm mà hầu hết mọi người không hề hay biết. Nông dân thường tìm thấy cá lóc mới trong ao của họ mà không bao giờ biết chúng đến bằng cách nào. Hành trình của cá lóc là minh chứng cho sức mạnh và sự kiên trì của tự nhiên. Đó là một câu chuyện sinh tồn phản ánh những cuộc đấu tranh của chính chúng ta để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cá lóc không chỉ là một loài cá biết đi, nó rất quan trọng đối với hệ sinh thái và văn hóa của chúng ta. Là một loài săn mồi hàng đầu, nó giữ cho ao hồ và sông ngòi cân bằng bằng cách kiểm soát các loài khác. Đối với các gia đình Việt Nam, đó là một nguồn thực phẩm quý giá. Các món ăn như cháo cá lóc và canh chua cá lóc là một phần di sản của chúng ta. Cá lóc nuôi dưỡng cả thể chất và tinh thần. Câu chuyện của nó là một câu chuyện về sức sống mãnh liệt, vượt qua khó khăn và thích nghi để sinh tồn. Loài cá này nhắc nhở chúng ta phải mạnh mẽ và tháo vát trong những lúc khó khăn. Bảo vệ cá lóc có nghĩa là bảo vệ môi trường và truyền thống của chúng ta. Chúng ta phải giữ cho sông ngòi sạch sẽ và môi trường sống lành mạnh. Cá lóc là biểu tượng của sự kỳ diệu của tự nhiên và sức mạnh bền bỉ của chúng ta. Hãy trân trọng và bảo vệ loài cá đáng kinh ngạc này. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo câu chuyện của nó tiếp tục qua nhiều thế hệ.